Đây, bé Linh và bà Xí. Gì vậy vậy? Bẻ mà đứng vậy luôn vậy. Trời ơi, bẻ con cua nâu mà đứng vậy luôn rồi kìa. Lại. Phải dùng sức không được. Đúng là trong clip của bà Xí có khác. Hello cả nhà đã đến với kênh của mình nha. À, mình với bà Xí với bé Linh mới ở thành phố về nè. Có mua được 5 con cua nâu nha. Tại vì lần đầu tiên mới ăn cua nâu á, nên là cả nhà mình 5 người nên mình mua 5 con ăn luôn, mỗi người một con. Ăn thử coi như thế nào nha, cua nâu nó bự chà bá luôn á cả nhà. Con nào con nấy bự 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 không à. À, mình kêu ở ngoài chỗ bán á, kêu lấy mỗi một con là 1 kg, 5 con là 5 kg á cả nhà. 1 kg là 300 cành nha. Có cho mình hay hũ muối ớt xanh để mình chấm. Nhưng mà nếu như mà ai thích ăn muối ớt hay muối tiêu gì mình có thể làm riêng nha. Nhưng mà cái nước chấm của chỗ bán cua cho ăn cực kỳ ngon luôn. Rất là thơm, rất là ngon. Người ta ship qua cho mình là cái thùng bự lắm á cả nhà. Cái thùng màu trắng rất là to luôn. Đầy đá chấm luôn. Để nguyên một đêm vẫn còn. Nhưng mà mình bỏ trên xe không có dừa. Nên là mình sang qua cái thùng mút nhỏ này cho nó để cái hộc ở trước của mình cho nó đủ nha cả nhà. Chứ thật sự là thùng to lắm. Mình để có 5 con cua ra ngoài thôi mà. Có 5 con cua ra ngoài thôi mà muốn đầy một cái mâm luôn. Đầy mâm 5 con. Giờ mà thấy thèm luôn á cả nhà. Này là lần đầu mình ăn luôn á, không biết là nó ngon không nha. Để xíu xíu nữa ăn rồi mình review cho cả nhà. Con cua nó bự hơn con ngáo nhà mình luôn á. Mình mới tậu được một con bé ngáo về cả nhà. Cua nó cũng bự hơn con ngáo nữa. Thì con ngáo nó có 900 g mà cua này nó tới 1 kg nữa. Giờ mình đem luộc nước dừa nha cả nhà. Cua này lần đầu mình ăn mình cũng không biết là làm gì ăn cho ngon nữa, nên thôi mình luộc nước dừa thử coi ngon không nha. Lấy một con ra đập thử là như thế nào. Sao nó cứng dữ vậy? Sao thấy người ta đập nhẹ quá mà. Thôi để xuống đây đi. Để xuống trước đi mọi người. Đập mạnh xuống không? Tại vì thấy người ta cầm muỗng đập bọp 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 vậy cái là nó ấy à. Cái này như con tô lửa trên không miếng nước nè. Ở đồ thị à. Cua là cũng phải dùng lực đó nha. Tưởng đâu là cái da nó mỏng lắm chứ. Ăn ngực cũng dị lắm chứ bộ. Lấy miếng này ra được luôn. Mình muốn chặt luôn nè. Dở lên cho cả nhà xem. Đây. Chặt luôn nè. Đặt nữa. Ừ, gạch mà. À. Đây là đầu tiên mẹ được ăn con cua nâu vậy cha, ngon không? Cảm nhận sao? Ngon quá, thiệt ngon luôn. Mẹ đẻ cho lớn ăn được con này. Để cua đỏ mà. Cua nâu. Ngon. Gà cũng ngon. Đó, con hái được có nhiều đó, con mấy sáu mới được con. Bà Sĩ ăn đi.
Xíu mệt quá. Lấy gì đập? Tẩy là lấy chi kìa. Đây, đập ra. Đập gì mà bốn con một tầm. Thề. Thả vô tủ lạnh đi. Giống như kiểu như là bỏ ở dưới nó chín hơn á, cái này gạch á, mình làm lâu á thì cái gạch nó nấu lâu á, gạch nó đặc hơn. Ở bên đó nó mới cứng rồi mẹ, ở trong hả? Ngoài này ăn con này còn nóng nha. Con này đặc. Đây, bé Linh và bà Xí. Gì vậy vậy? Bẻ mà đứng vậy luôn vậy? Trời ơi, bẻ con cua nâu mà đứng vậy luôn rồi kìa. Lại yeah. Đúng là trong clip của bà Xí có khác. Ăn bà già cho uống trà đá, ba đứa nhỏ thì uống chì tin. Ăn thử rồi bà Xí bẻ thì tướng xấu quá. Sáng giờ hả? Ừ. Ôi, con của bà Xí ngon chứ bộ, con này cứng không? Trọt cái ơi. Cứng không? Ở đó là cứng mà. Mời mọi người nha. Chưa cấm nó đang mời mọi người. Mời mọi người trước đi. Chưa ăn rồi mời mọi người trước rồi. Mời mọi người nha. Đó. Phê, tao. Bé. Ơi. Nè. Tìm kẻ ăn đi. Ăn đi. Ăn ăn một con mà là không nổi luôn á. Nhà 5 người mua 5 con, một người dĩ vậy ăn hết một con bự lắm luôn. Ăn con à. Bự luôn. Hết con là tự. Con của cha đậm ghê ha. Con của cha đập đầu tiên luôn, trước luôn á. Đập trước mà. Đập trước á. Chỗ đâu đập sao một con đó. Dù em cũng tự quá rồi. Ô, bà Xí, đã không bà Xí? Đã quá đã. Ăn có một cái, miếng thôi mà cũng ngán rồi á. Cái này là bao ăn luôn mà, nó ăn nếu như mà quay video lại mà nó bị bỏng hay là không có thịt này kia nọ thì nó bù đắp lại, bù lại con khác. Thôi tụi mình ăn ra mọi người. Mất ngớ. Bye bye. Lâu quá không lên biết nói gì rồi. Đây, tất cả mọi người đều ăn xong mà bà Xí vẫn còn ngồi nhơi con cua. Chưa xong mọi người thấy không? Nó mới móc được có một cái lỗ gạch lên đây thôi, chứ ăn một cái càng thôi. Nguyên một con cua. Ngon á. Mà tại một con cua này một con nó tới 1 kg chẳng hả cả nhà. Ôi, thường. Chứ đây mới ở thành phố về chở mấy con cua này về luôn á, nên là đi xe mệt quá nên ăn không nổi. Con cua này chắc bà Xí ăn 3 ngày. Ăn một tuần lễ. Để dành ngày ăn miếng thôi chứ ăn một lần ăn không có nổi. Cái càng nó có lông nè. Càng nó có lông. Ở mè. Lông có làm sao đâu. Nó đầm. Cái này lông này chả nó cũng đâu ra đâu nè. Lông này nó cứng ngắc à, như là lông con heo vậy á. Lông heo gì mà nói, lông trâu. Lông trâu. Cộng lông trâu. Mẹ chỗ cấm kìa. Bà Xí ăn lâu quá, trời ơi, lâu lâu quá, có mới có bà Xí chung ăn mà lâu quá. Mời mấy thì ăn mà. Bởi vậy giờ quay dịp hàng bà Xí mới được. Ai nhớ Xí cả. Có ai nhớ Xí không? Không ai nhớ Xí nữa. Bữa sinh nhật tới giờ luôn. Cứ lại bỏ bà Xí luôn. Vua gạch khủng khiếp luôn. Ăn một lớp ở trên rồi lại dưới còn một lớp thịt nữa mà ăn không nổi. Ăn xong cái lớp gạch không là muốn xỉu rồi. Đúng rồi đó. Vì dẫn sát hai ra đi món vậy. Em lấy cái một lát nữa, bà làm thấy dắt mọi người đi xem có một con nhiều lông hơn nữa.